Sơn Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ngay dưới video clip này có một nút ấn đăng ký màu đỏ. Em và Trần mời các bác đăng ký kênh bên em để chúng ta cùng nhau theo dõi và cập nhật những video clip, những báo giá sản phẩm mới nhất mỗi ngày. Hôm nay thì bên em có một cái đầu băng cối rất là hay thuộc loại thuốc khủng để xin giới thiệu đến toàn thể anh em, các chú, các bác cũng như anh em đam mê âm thanh cổ, đặc biệt là đam mê đầu băng cối. Chiếc đầu băng cối Tech A7030 là một cái model chơi hay nhất trong dòng họ nhà A7030. Dòng chơi này thì luôn luôn đắt hơn và hay hơn những cái dòng còn lại, thưa các bác. A7030 thì nó thuộc đầu 7 rồi, đầu 7 là thuộc tốt rồi và chất âm rất là hay. Những cái model của Tech thuộc đầu 7 thì có thể so sánh với những cái model khác hết số, hết đời của những cái hãng khác, thưa các bác. Tech A7030 máy thiết kế to, cao, lực lưỡng và rất là nặng, thiết kế đơn giản mà lại hay. Máy thì có làm tách biệt phần cơ ở trên và phần âm sắc ở phía dưới. Đấy, nó sẽ đặt trong hai cái hộp gỗ khác nhau. Từ phần hai cái đèn vu ở dưới thì nó là cái phần âm sắc, khi mà tháo ra thì chúng ta có thể thấy được cái phần âm sắc của nó thì cấu tạo như một cái chiếc âm ly luôn. Đây, Tech A7030 chúng ta có thể thấy rõ là cái model của nó ở đây. Máy thì chạy băng 3, băng 5, băng 7, băng 10 inch, chạy được cả 2 trách, 4 trách một chiều các bác nhé. Tình trạng thì máy về rất là đẹp, xuất sắc luôn. Cái giấy garanti ở cái bánh tì này người ta còn chưa lột ra cơ. Thiết kế cái mặt nhôm phay màu trắng còn đẹp hoàn hảo, không chảy xước. Đấy. Khi mà em quay các cái góc cạnh, góc độ thì những cái chỗ này thì nó là cái bóng của cái đĩa này, nó in xuống đây chứ không phải vết xước các bác nhé. Đây, thì em quay nghiêng đi để nó sẽ hết này. Những cái sợi cái mặt của nó là quá là sạch, quá là không có chảy xước cho nên là rất là lộ. Những cái vết bóng điện nó chiếu vào cái đĩa này thì nó sẽ in cho đây. Chúng ta tưởng là máy xước nhưng thực sự không phải. Máy này rất là đẹp. Đây, từng cái chi tiết của nó cấu tạo còn rất là mới, đẹp hoàn hảo luôn. Phần giấy garanti này chưa lột luôn này, các bạn thấy không? Đó, chưa lột luôn. Các cái bánh tì này làm rất là lớn, vô cùng chắc chắn. Máy chạy được cả băng 2 trách và 4 trách chỉ với một cái nút ấn đây. Em đang để 4 trách cái nhả ra thì chúng ta sẽ chạy được bằng 2 trách cho chất âm rất hay. Đấy. Đây thì nó có hai cái đồng hồ vu lớn to bản như thế này. Một cái công tắc nguồn này. Đấy. Một phần công tơ mét này. Đấy. Rồi rất là nhiều các cái chế độ khác nhau, thưa các bác. Ở đây thì chúng ta có volume cho đường mic này, volume cho đường line này. Hai cái nút record này, chế độ chuyển giữa tape này và sao này, volume tổng thì ở đây này. Mà quay trở lại xem cái phần nội thất phía trong của máy. Em mời các bác chúng ta sẽ cùng xem cái phần nội thất của máy. 7030 model này thì nó chạy được đa nguồn điện các bác nhé. Các bác muốn để nguồn điện nào cũng được. Đây, nó chạy được đa nguồn điện này, nó thể hiện ở đây. Cái cầu này chúng ta tháo ra vừa là cầu trì vừa là cầu chuyển điện. Model đây A7030. Đấy, có nguồn điện từ 100V đến 240V. Thì như em đã nói ban đầu thì cái phần cơ là cái phần ở trên, nó sẽ kết nối với cái phần âm sắc ở dưới. Và các bác biết là cái chỗ này người ta để lỗ thiên ra như này mà cái sắt xi nó còn 7 màu, chứng tỏ cái máy này còn rất là mới. Và em sẽ mở cho các bác xem cái phần động cơ ở phía trên. Ở đây các bác có thể thấy là máy thì chạy tới 3 motor, 2 motor thì ở trên này, nó bị vướng cái này không quay được. Đây là motor thứ 3 kiêm luôn quạt gió và các cái linh kiện này bố trí rất là dày đặc, rất là nhiều các cái rơ le bảo vệ. Phần sắt xi thì 7 màu vàng ươm còn rất là mới, các cái chi tiết hoạt động rất tốt, cực kỳ là hoàn hảo. Cái máy này thì nó giấu trong cái hộp gỗ này, không quay được kỹ cho các bác. Tuy nhiên thì chất lượng các bác yên tâm, nó còn cực kỳ là mới. Cực kỳ là mới. Và quay tiếp cái phần phía trước cho các bác xem. Quay tiếp cái phần phía trước thì em sẽ tháo cái phần
mạch âm sắc này ra để cho các bác cùng xem nhé. Các bác chờ trong giây lát thì em sẽ tiến hành em tháo cái phần mạch âm sắc này ra để cho các bác chúng ta cùng xem. Em sẽ tắt nguồn đi trước. Máy em đang bật đấy mà cái phần là nó hoạt động rất là tốt, nó êm ái. Sẽ tháo các cái dây kết nối ở phía sau ra thì chúng ta có thể tháo ra và xem được mạch âm sắc của máy. Ở đây là một cái mạch âm sắc và nó có cấu tạo như một cái chiếc âm ly luôn, rất là mới, và cái sassi của nó thì 7 màu luôn thưa các bác. Cái chất âm của máy này thì em cũng đã test rất là nhiều các cái clip rồi. Và clip hôm nay thì em sẽ chú trọng đến cho các bác xem cái phần nội thất, cái phần mạch ở phía trong của máy để cho các bác tham khảo. Không có nhiều cái thời gian để test cái nhạc cho các bác. Test thì cũng nhiều rồi. Chất âm con này thì đã thuộc top của hàng test rồi. Ốc của nó còn rất là chặt. Clip này tương đối là kỳ công, thì mình có thể là tháo cho các bác xem được cái phần mạch bên dưới của máy. Tuy nhiên các bác nào có cái tính kiên trì chờ đợi thì chúng ta có thể xem được cái phần nội thất của máy và cấu tạo nó đặc biệt như thế nào. Rất là chặt, rất là vất vả thì mới có thể tháo ra được. Đây, các bác có thể xem nguyên một cái mạch âm sắc ở đây, không khác gì một cái chiếc âm ly cả, với dày đặc rất là nhiều các cái linh kiện còn quá là mới. Đây, các bác thấy không? Sassi 7 màu, chiếc áp này 7 màu luôn này, quá đẹp. Đấy, từng các cái chi tiết nhỏ li ti. Đây nó còn hai con kích nữa đây này, hai con sò kích của Toshiba đây này, hai con sò ngé của Toshiba, cấu tạo như trên một chiếc âm ly luôn, rất là khủng. Phần nội thất của nó quá đẹp, mạch âm sắc
Và một cái con máy cho ra cái chất âm vô cùng là tuyệt vời, đúng không? Và bây giờ em sẽ nhanh chóng lắp lại để test cho các bác thử nghe một vài ca khúc trên chiếc đầu 7030. Model này thì shop đặt trần có giá bán là 19 triệu đồng cho các bác, tặng các bác một cặp húp của Tech. 19 triệu đồng tặng các bác một cặp húp của Tech để các bác về các bác có thể chơi được băng 10. Còn xương băng thì các bác phải mua ngoài tính tiền khác. Máy thì em chỉ kèm tặng kèm hút thôi. Bác nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp cho em đặt trần. Các bác chờ em thêm một phút nữa thôi, em sẽ lắp bài gá tạm và các bác chờ em thêm một phút nữa thôi là chúng ta có thể thưởng thức được cả chiếc âm của chiếc đầu Tech 403, chiếc đầu Tech 7030 này rồi. Em sẽ lắp tạm và để em sẽ test ngay cho các bác. Rồi, tạm thời là như thế đã. Và bây giờ thì test cho các bác chúng ta cùng nghe nhé, cùng thưởng thức chiếc đầu băng cối 7030. Clip này hơi dài và gần cuối clip thì em mới bắt đầu test nhạc được, thì các bác chú ý lắng nghe một chất âm đỉnh cao trên chiếc đầu 7030 đẳng cấp. Chiếc đầu có giá bán 19 triệu đồng, tặng kèm các bác một cặp húp.
Vâng, thưa các bác, chất âm tuyệt đỉnh của dòng Tech 7030. Chất âm này có thể nói là có thể là cạnh tranh được với những cái model sừng sỏ của những cái thương hiệu khác như là Akai, như là Reebok. 7030 cho một cái chất âm mộc mạc quá hay. Vâng, em Đạt Trần xin chào và hẹn gặp lại quác trong những video clip tiếp theo. Chiếc đầu cuối Tech 7030G có mức giá bán 7030 có mức giá bán 19 triệu đồng. Xin chào và hẹn gặp lại.